Tập 3. Khởi tấu bệ hạ, những ngày gần đây mưa lớn không ngừng, đã mưa liên tục hơn nửa tháng, khiến sông Cò lũ lụt nghiêm trọng, đã làm hỏng nhà của hơn ngàn hộ dân, lan ra trăm dặm, khiến hàng vạn bách tánh không có nhà để về. Mấy ngày này khó mà tìm được bản đồ bố trí canh phòng trên người cô ta. Mấy hôm trước công bộ trình thư khẩn cầu hạ chỉ cấp phát tiền, xin hoàng thượng ngự lãm. Ngươi làm gì thế? Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây nha. Ngươi đi ra đi. Hoàng thượng, uống trà đi. Ta không uống đâu. Ngươi làm gì thế? Biến thái. Vivi, người xem quả hồ đào của ta này, quay có giỏi không? Có nhanh không? Vivi, người đang làm gì thế? Ta phải chạy đây. Ta nói cho người biết, bây giờ quân ấy, ngày nào quân ấy cũng nhìn ta như thế này, chắc chắn là quân ấy muốn giết ta rồi. Bây giờ không trốn thì ta đợi nộp mạng hay sao chứ? Vivi, ta thấy ngoại cung nguy hiểm lắm. Người muốn đi đâu ta bảo vệ người. Ta thấy cũng được đấy. Mau đi theo ta. Vivi, mau lên. Tướng quân, ngồi đây buồn cái gì vậy? Bản đồ bố trí canh phòng trên người hoàng thượng, nhưng mỗi lần ta lại gần người, cô ta đều tránh né, hoàn toàn không thể tiếp cận được. Vậy làm thế nào đây? Vậy thì hành sự bên ngoài cung đi. Lưu Vivi xuất cung rồi, chi bằng cử thích khách đi. Lúc tướng quân đến bên cạnh bảo vệ thì tìm bản đồ. Đây cũng là một cách hay. Hôm nay nóng quá đi mất. Chúng ta đi tìm gì ăn đi. Đúng rồi, ta cũng mới nghĩ ra đó. Chắc chắn ở đây có đồ ăn ngon. Hoàng thượng bệ hạ, chỉ huy sứ đại nhân. Sao ngươi lại đến đây? Ngoài cung nguy hiểm lắm, thần phải bảo vệ cho hoàng thượng. Không cần đâu, tự ta là được rồi. Xem chút gì đi. Cái trăm này cũng hợp với ngươi lắm luôn đó. Cảnh đại nhân, đúng là Vivi có mắt nhìn. Cái trăm này à, màu sắc lấp lánh long lanh, cực kỳ hợp với người tao nhã như ta. Nhưng người lỗ mãng như cảnh đại nhân đây, đeo nó lên ta thấy không được hợp cho lắm. Vậy thì ngươi mua đi. Anh ấy mua rồi đó. Được, bao nhiêu tiền? Một lượng bạc. Cái này rất hợp với người đấy. Đưa ta xem thử cái kia của người đi. Ông chủ à, dưa này bán thế nào? Bán bánh nướng đi. Cảnh Nam, 2 nhân tiền một cái, đưa ta xem có đẹp không nào. Cái này là ta vừa tốn một, lực tay hơi mạnh tí, phí của. Đi nào, đi thôi. Nào khách quan, tới đoán câu đố đèn đi. 10 nhân tiền một lần, đoán câu đố đèn. 10 nhân tiền một lần, chơi một lần đi. 10 nhân tiền, rẻ chút đi. 5 văn, 8 văn. Có mắt nhìn thật đấy, ta cũng thấy cái này đẹp lắm.
Ông chủ à, ô này bán thế nào? 6 dân tiền, không hơn được nữa. Nhanh lên Cảnh Nam, trong cũng đâu có giống người không có tiền đâu. Nào, cho một cái đi. Thỏ mời hổ ăn tiệc, 5 dần ăn lương 5 mão. Yến chứ mạo liang. Vị công tử này giỏi quá đi, đoán cái trúng ngay. Đi thôi. Này, thử cho ngươi đấy. Cảm ơn công tử. Cô nương này khá đấy, không thế tục. Bán hồ lô đường đây, 1 văn tiền 1 xu. 1 văn tiền cũng rẻ thật đấy. Bán hồ lô đường đây, mua 1 xu đi. 1 văn tiền 1 xu. Ta là chỉ huy sứ đấy, ngươi dám động đến ta hả? Chàng bị thương gì ta? Thì ra Cảnh Thanh không muốn giết ta hay sao? Cảm ơn nha. Vivi, hồ lô đường, ngươi đi quay hồ đào đi thì hơn. Ta thấy ngươi quay hồ đào giỏi lắm mà. Tướng quân, ngươi có công cứu giá, ngươi muốn thưởng gì đây? Ngươi nói đi, cái gì ta cũng cho ngươi được hết. Thần không cầu gì khác, chỉ cầu chính trị trong sạch, thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình. Có phải ngươi muốn ta làm một hoàng đế tốt hay không? Đúng không? Hả? Nếu được như vậy, đương nhiên rất tốt. Ngươi yên tâm đi. Xin lỗi. Ngươi yên tâm đi. Mấy hôm nữa, ta sẽ biến thành một hoàng đế tốt hoàn toàn. Từ đây về sau, hai chúng ta xóa sạch thù hận cũ, nước sông không phạm nước giếng. Ngươi sẽ sống cuộc sống thoải mái của ngươi, ta sẽ sống tử tế đến kết phim. Hay. Tiểu Dân à, đem sứ tớ lên đây hết cho ta. Tìm được bản đồ canh phòng chưa? Kết quả thế nào rồi? Tại sao lại bị thương như vậy hả? Tướng quân làm như vậy là khổ nhục kế đó. Vết thương này là do Lương Vi Vi mà có sao? Đúng. Là tôi đề nghị. Vậy chi bằng tướng quân nhận việc bị thương, ở lại trong cung thừa cơ tìm bản đồ đi. Chỉ là trộm bản đồ bố trí canh phòng thôi mà. Ta sẽ tự lẻn vào trong cung, cần gì phải dùng thủ đoạn này?
để trẫm xem hôm nay có những công việc gì nào. Chỉ một quyển thôi hả? Không hăng hái cho lắm. Đây là gì thế? Quan thượng, đây là danh sách người triệu hầu tẩm mà. Yêu cầu tới chỗ của Triệu Thị Quân 3 lần, tới chỗ của Tân Thị Quân 2 lần, còn phải tới chỗ của La Thị Quân, Hoành Thị Quân, Ngô Thị Quân mỗi người một lần. Thế tới đây sao mà đi hết được chứ? Triệu Thị Quân này là con trai trưởng của Lễ Bộ Thượng Thư, Tân Thị Quân là con trai thứ của Tri Phủ Hàng Châu. Hai người này đều là gia tộc lớn. Nhưng La Thị Quân này lại là con trai của người giàu nhất kinh thành. Gia tộc nào thế lực lớn thì chúng ta tới nhiều lần, thế lực nhỏ thì tới ít thôi. Nhưng mà không thể không tới chỗ nào cả. Đây là hoàng thượng nói với Đô Tiền. Người nói đây gọi là duy trì cân bằng. Duy trì cân bằng. Ta chưa từng nói. Tóm lại ta không chịu nổi. Buổi tối ta ngủ một mình đấy. Hoàng thượng, nhưng mà nếu như thế trong cung sẽ xảy ra biến cố mất. Hoàng thượng, hoàng thượng. Gần đây hoàng thượng rất dễ mệt mỏi. Hoàng thượng muốn ngủ. Tam vương gia cần gì phải làm phiền chứ? Ta vẫn luôn cảm thấy cái chức hoàng đế này vô cùng khó. Tấu chương ta xem chẳng hiểu tiếng nào hết. Không có việc gì thì hai người lui xuống đi. Hoàng thượng có hơi khác thường một chút. Trước đây quyết đoán dứt khoát, bây giờ chẳng lẽ bị bệnh rồi hay sao? Vậy thì chẳng phải mọi người đều vui hay sao chứ? Giật cả mình. Sao ngươi lại ở đây? Ta. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng thượng, người nhìn ta đi. Hoàng thượng, đã 3 ngày rồi người chưa nghe ta đánh đàn mà. Hoàng thượng, các người đừng qua đây mà. Nếu các người vào đây thì ta sẽ chém đầu đấy. Hoàng thượng, người lại còn hung dữ với ta nữa, ta không sống nữa rồi. Ngươi làm gì vậy? Yên nào. Trừ khi người triệu một người thị tẩm, nếu không bọn họ sẽ không tha cho người đâu. Hoàng thượng, hoàng thượng à, nhắm mắt lại đi. Hoàng thượng, nhắm mắt lại đi. Hoàng thượng, người nhìn thần đi. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng à. Hoàng thượng đang. Không giống. Đêm nay hoàng thượng đã tìm người khác rồi. Chúng ta đi thôi. Chuyện đó vừa rồi, cảm ơn ngươi nha. Trong cung này ai cũng dựa vào gia tộc, không thể đắc tội ai hết. Trừ khi người sủng ái một người không quyền không thế. Nếu không đừng nghĩ tới những ngày yên ổn nha. Cái này cho ta mượn xem. Chỉ bằng ngươi giúp ta đi. Ta
Ta... Nghe kỹ hết cho ta. Chuyện tối hôm nay nhất định phải nói ra bên ngoài cùng ta. Hơn nữa phải truyền đi càng xa càng tốt. Truyền cho cả hậu cung đều biết. Nghe hiểu chưa? Dân. Bản đồ bố trí canh phòng kinh thành. Tại sao lại là ta? Ta thật sự không nghĩ được ai khác cả. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua ải này, sau này ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi hết. Làm thôi nào. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bình thường người làm gì thì bây giờ cứ làm đó thôi. Như thế này không đủ hả? Cái này cũng không biết nữa. Căng thẳng hả? Còn lâu ta mới căng thẳng. Kinh nghiệm của ta phong phú hơn ngươi. Vô liêm sỉ. Có nhận thua không? Làm cùng ta đi. Tự mình làm đi. Nào cử động đi. Hoàng thượng ban đêm gặp cảnh tướng quân, hai người kìm nỗi lòng, hoàn thành điều hòa âm dương. Đúng là đại hỷ mà. Được rồi, đi hết đi. Chuyện tiếp theo không phải thứ chúng ta được nhìn nữa rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Hậu cung này rắc rối thật đấy. Hậu cung đông đúc, há chẳng phải càng phù hợp với tâm ý của hoàng thượng hay sao? Ngươi không thích ta thế này sao? Thần thích hay không thì có liên quan gì chứ? Ngươi không thích cũng đúng. Một hoàng đế tốt chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Vậy ta đưa hết bọn họ đi nha. Hả? Ta không cần hậu cung nữa. Ngươi còn thích gì, ngươi nói đi. Sau này chúng ta thế này đi. Chỉ cần ngươi thấy có chỗ nào ta làm chưa tốt, ngươi cứ nói thẳng với ta. Ta sẽ cố gắng làm một hoàng đế tốt. Hoàng thượng cần gì vì thần? Suy nghĩ của ngươi rất là quan trọng. Bây giờ ta cho ngươi xem nghiệp vụ ta làm xong gần đây nha. Ngươi đợi ta một chút. Về rồi đây. Tháng 8 gì mà Mậu Thìn thủ giảm tội chết, ghi chép trận Tân Bùi thua sai lầm hay là gì? Thua gì? Ta chỉ muốn giết chết ngươi. Ngươi lại đòi hỏi không ngớt. Lưu Vi Vi, tại sao ngươi lại phải thế này?
Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Cuối cùng cũng có người cần rồi. Tướng quân, rốt cuộc quân với Lương Phi Phi là sao? Gì cơ? Trước công chúng điều hòa âm dương. Ý định vào cung tìm bản đồ canh phòng không phải ý định của cô hay sao? Bản đồ đâu? Không lấy trộm được. Không lấy trộm được. Quận chúa à, cô hỏi ép tướng quân nhà ta như vậy không hay đâu. Huống hồ tướng quân nhà ta độc thân bao năm, cuối cùng lại tâm đầu ý hợp với hoàng đế bệ hạ rồi, người tôn quý nhất thiên hạ. Đây chính là chuyện vui ngút trời. Nhưng mà tướng quân cũng đừng quên, nếu Lương Phi Phi không thoái vị thì thái hậu sẽ bị giam trong lãnh cung cả đời. Chuyện này ta tự có tính toán. Tham kiến thái hậu. Bị giam vào lãnh cung như Aiya đây vẫn được coi là thái hậu hay sao? Di mẫu mãi mãi là thái hậu mà. Nói đi, có chuyện gì vậy? Sợ là tướng quân không giữ lời hứa được. Là vì Lương Vi Vi. Sao Di Mẫu lại biết chứ? Cái tên Lương Vi Vi đó trước đây đều gây phiền phức cho Aiya, bây giờ lại giả bộ không quen. Có phải cô ta bị tâm thần thật hay không chứ? Giống như mẹ của nó thôi, trong một đêm đổ một cái mặt nạ, khiến cho đàn ông trong thiên hạ này nối đuôi nhau bị dung mạo làm cho mê hoặc. Cô có biết người như vậy không tốt chỗ nào hay không? Ngốc. Chúng ta tới giúp cho tướng quân gì? Hoàng thượng, y phục. Mau lên, y phục. Thay y phục đi. Hoàng thượng, y phục. Mau lên, y phục. Thay y phục đi. Còn không lên triều, các đại thần sẽ nói ta mất. Hỗn sự. Ai cho ngươi gia chạm như thế này trong cung? Nô tỳ đang vội đem thuốc đến cho thái hậu. Thái hậu nương nương tái phát bệnh cũ, tình hình rất nguy hiểm ạ. Sao cơ? Vậy ngươi mau đi. Nè, ngươi xin nghỉ giúp ta nha. Lát nữa đến tìm ta. Đợi nô tỳ cũng đi với. Thái hậu bị làm sao vậy? Gọi thái y chưa? Hoàng thượng, đừng ngồi dậy, người mau nằm đi. Cô bảo họ gọi thái y cho người. Mau đi đi. Nào, người nằm xuống đi. Cảm ơn hoàng thượng. Như bệnh này của Aiya có từ trong bụng mẹ rồi. Thầy thuốc đều nói không sống được quá 17 tuổi, sống đến được bây giờ cũng là may mắn của Aiya. Aiya có một chuyện muốn giúp đỡ. Người nói đi. Từ từ thôi. Cảnh Thanh là người thân duy nhất trên đời này của Aiya. Nhưng mà Aiya đã nhiều năm chưa từng được gặp nó, sợ là sau này cũng không thể gặp được. Cái này thì có khó gì đâu chứ. Ta sắp xếp hai người gặp mặt nhau là xong rồi. Không được. Tại sao vậy? Hoàng thượng tha mạng. Nè, sao vậy? Người mau nói đi. Ngươi nhìn một cái là biết mà. Đôi tiền không biết. Nói xong sẽ bị sét đánh đó. Tiền đế có lệnh không cho Aiya được gặp Cảnh Thanh. Kiếp nạn này không ứng vào ta mà lại ứng vào nó.
Ai gia không muốn hại Cảnh Thanh. Tiên đế cũng quá đáng thật. Tại sao không cho hai mẹ con người gặp mặt? Hoàng thượng, hãy để Tình Ai Gia đã cất công thờ Phật như hoàng thất mà giúp Ai Gia một việc đi. Đúng giờ Ngô đại nhân sẽ giúp cho chúng ta dẫn dụ vị thiếu gia đi. Mở cửa cung. Có điều chưa lấy được bản đồ bố trí canh phòng, liệu có bất chấp quá hay không? Đừng có lỗ mãn. Cảnh tướng quân. Tướng quân, hoàng thượng có việc triệu kiến, mời ngài tới điện ngay. Thần sẽ đến ngay. Tên cẩu hoàng đế này đã phát hiện gì rồi sao? Chắc là tìm ta nhờ giúp gì đó. Ngươi về trước đi, để ta ứng phó cho. Vâng, tướng quân cẩn thận. Lâu ngày không gặp hoàng thượng, long thể vẫn khỏe chứ? Ừ, ta khỏe. Cảnh Thanh, ngồi đó, ngồi đó. Ngồi đi, ngồi đi. Đừng khách khí. Hoàng thượng nói hôm nay mở tiệc gia đình, ở đâu ra nhiều người không liên quan thế? Hắn cũng xứng ngồi đây ăn cơm hay sao? Bây giờ người ta là tướng quân, lại là cận thần của hoàng thượng, ngài thích ngồi đâu thì ngồi đó thôi. Sao các người ai cũng kỳ kỳ quái quái vậy hả? Tướng quân là cháu trai của thái hậu, chúng ta cũng được coi là người một nhà mà. Đừng có sáo nữa, mọi người ăn uống ngon miệng đi. Bạn về mắng người, đúng là hoàng thượng biết mắng. Cảnh tướng quân, ngươi ngay ra đó làm gì? Còn không rót rượu cho mọi người đi? Mọi người đừng có quá đáng mà. Từ từ. Tại sao lại là bà ấy chứ? Ly rượu này để Ai Gia rót cho. Tại sao bà lại ra đây? Đúng là đen đuổi mà. Đồ đại nghịch bất đạo. Cút. Ngươi muốn làm gì? Bỏ tay ra. Bỏ. Tên cẩu nô tài ngươi. Ngươi. Ngươi bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Làm bẩn y phục của ta rồi. Với thân phận của ngươi mà cũng dám ngồi cùng bàn với chúng ta. Thân phận. Bây giờ đây ta là trấn Bắc đại tướng quân, trong tay có 10 vạn binh quyền. Còn các ngươi, một đám sâu hút máu chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Ta nói rồi, các ngươi nợ mẫu hậu của ta cái gì? Ta sẽ đòi lại từng thứ một. Sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho các ngươi mất hết chức quyền, không nơi dung thân. Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Tướng quân và thái hậu đương đương vì hoàng thất cho nên không được gặp mặt nhau. Tại sao hoàng thượng cứ phải làm nhục quân đấy? Cảnh Thanh và thái hậu là quan hệ mẹ con sao? Tiệc gia đình. Vậy nếu như trong buổi tiệc gia đình ấy hai người nhìn nhau từ xa thì cũng không tính là cố ý gặp nhau đúng không? Được, trẫm chuẩn tấu. Người đi đâu vậy? Đa tạ hoàng thượng. Đừng. Người đừng quỳ nữa mà. Mau đứng dậy đi. Đứng dậy. Ta nhìn sai người rồi. Các người đều như nhau hết. Cảnh Thanh. Hoàng thượng, bữa cơm này coi như lão thần ăn rồi. Cáo từ. Thần thiếp cáo lui. Nè. Nè, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Cảnh tướng quân là do thái hậu Tư Thông với người ngoại sinh ra, cưới nuôi ở nhà họ Cảnh. 3 năm trước, sau khi tiên đế biết được chân tướng đã nổi cơn giận, cho nên mới phạt thái hậu sống trong lãnh cung mãi mãi, ban cho làm nô lệ. Cảnh tướng quân phải tốn bao công sức mới dựa vào lập công để đi đến địa vị này. Hoàng thượng, hôm nay người bảo ngày ấy đến dự tiệc gia đình, với ngày ấy mà nói khó tránh hơi tàn nhẫn một chút. Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm? Hoàng thượng đã biết từ lâu rồi mà. Nô tỳ còn tưởng ngươi muốn dạy dỗ cho Cảnh tướng quân. Ta có biết gì đâu. Cảnh Thanh. Cảnh Thanh. Cảnh Thanh.
Ngồi đi. Uống nước đi. Khó khăn lắm mới được gặp nhau. Ai già có thứ muốn tặng cho con? Ai già hỏi tiểu cung nữ mượn được nhiều nguyên liệu rất tốt, có làm cho con một bộ đồ đi. Thân hình của con hình như đã khác với mấy năm trước rất nhiều rồi. Đều là lỗi của Aya hết. Aya nên cử người ra ngoài cung đón con, rồi mới làm cho con. Aya lập tức. Mẫu hậu, nhất định con sẽ cứu người ra. Con ơi,